cùng đến với thí sinh tiếp theo, chú Vũ Văn Quảng, 70 tuổi, đến từ Hải Phòng, mã số 01. Và bài hát dự thi, Tình Ca. Sức trữ tình của thí sinh Vũ Văn Quảng. Xin được kính mời tiến sĩ Văn Thị Minh Hương có đôi lời nhận xét. Chào chú Quảng.
Bài tình ca là cái bài rất là nổi tiếng, có thể nói là một bài hát bất hủ của nhạc sĩ Hoàng Việt, vừa ca ngợi tình yêu quê hương đồng thời gắn liền với tình yêu đôi lứa. Về cái diễn cảm thì chú phải nói là xuất sắc, truyền cảm được và làm người nghe cũng phê theo chú luôn. Tuy nhiên thì rất tiếc có một vài chỗ, đặc biệt là những chỗ lên cao đó, nó hơi bị thấp một chút xíu. Có lẽ cái bài hát cũng hơi khó, bài này bài hát khó. Nhưng dù sao đi nữa thì chúc mừng chú. Cháu rất thích chú hát, đặc biệt là khi mà chú diễn cảm được nội dung bài hát. Xin được cảm ơn tiến sĩ Văn Thị Minh Hương. Và quý vị ơi, chúng ta hãy cùng nhắn tin bình chọn cho chú Vũ Văn Quảng bằng cách soạn 01 gửi đến tổng đài 8534. 1. Xin cảm ơn chú Vũ Văn Quảng.